Hello, xin chào cả nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Đây, em mới về phim một con đồng hồ cơ Dominic nha. Đó, new nguyên hộp luôn. Đó, Dominic nè. Nguyên hộp, nguyên táp, nguyên siêu luôn nha cả nhà. Giá mới rất là cao luôn. Mặt xanh lá nha. Đó, đồng hồ cơ. Đó, đằng sau có hai người bậy bạ nha cả nhà. Nêu luôn nha. Con này size cũng to nha. Đâu em đo mà chưa có núm nè, cỡ 43. Cỡ 43, nếu mà đo hai cái núm luôn thì 50. Đó, thì cái núm bên đây á thì là xoay cái niền trong. Đó, độc lạ nha. Có hai cái nút lịch ẩn này để chỉnh lịch nha cả nhà. Còn hai nút này để chỉnh năm và chỉnh ngày nha. Tháng nè, lúc này chỉnh tháng nè. Cái này chỉnh ngày nè, ngày 14 nè, 15 nè. Thì bên đây là chỉ thứ chỉnh thứ, bên đây thì chỉnh năm và bên đây thì chỉnh thứ. Đó, Dominic nha cả nhà. Nó dạ quang nữa. Này là nêu luôn nha. Em bán 2.680.000 nha. Đây là một trong những con cuối cùng nha. Gần Tết rồi sợ không có về thêm được nữa nha cả nhà. Mới 100% nguyên hộp luôn nha cả nhà. 2.680.000 nha. Rồi. Em qua con khác nha. Em có thêm một con đồng hồ của Mỹ đây. Đồng hồ cơ tự động automatic Invicta nè, automatic. Con này là dòng lặn chống nước 200m nha. Rất đẹp luôn. 1.980.000 nha. Niềng xoay. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, mặt xanh, núm cổ chai. Đó, lộ máy sau 24 gel là 24 chân kính nha. Invicta, núm ren, khóa ren. Ở đây khắc thêm logo nữa, Invicta. Nay giọng em hơi khàn nha cả nhà. Em dưỡng bệnh 2 ngày, hôm nay em mới lên lại. Đó, 24 gel, 24 chân kính nha. Đó. Đây nó có ghi nè cả nhà. Japan Movement được lắp ráp tại Malaysia nha. Đó, chữ hơi nhỏ Malaysia nha cả nhà. Đó, rồi có thêm có tay luôn. Mình dặn nhẹ. Cái này là nấm cổ chai nha. Đó, lên code nè. Đó, rút ra một nấc là để chỉnh ngày nha các nhà. Chỉnh ngày. Này em chưa quen nha. Đó, rút ra là chỉnh ngày, chỉnh giờ. Ấn vô nhẹ một xíu là chỉnh ngày nha các nhà. Đó. Đó. Dây đề mi vàng khép đúc nha. Núm cổ chai nha. Size to bự luôn. Size 40. 40 chưa núm nha. Còn cả núm là 44. Càng là 46. Đó. Dây thì dây dài luôn cả nhà ơi. Dây em đút 3 ngón tay vô luôn nè. Em cho nó khoảng 19 rưỡi đổ về đó. Đó. Còn rất là đẹp nha, chạy phà phà luôn nha các nhà. Hãng Mỹ, Invicta là hãng Mỹ, máy Nhật, được lắp ráp tại Malaysia nữa. Dòng này dòng lặn niềng xoay. Đó. Rồi em qua con khác nha. Em lên tiếp một con cao cấp khác. Một em Citizen Promaster nha. Promaster. Nhìn sợi dây coi là muốn ăn tiền rồi nha cả nhà. Thiền xoay. Chạy 3 kim, 3 ô điện tử. Đó. Size của nó là 41, 41.4 nè, chưa nấm. Cả nấm là 44.4. Càng to nha, càng này cỡ là 55. Đó. Dây nè. Trời, dây thép đúc luôn, đeo rất là nặng tay nha cả nhà. Ôi dồi ôi, dây bao dài luôn, 20 hơn luôn nha các nhà. Đó. Quá phê luôn. Rồi, con này có chức năng gì? Em sẽ cho cả nhà xem dạ quang và đèn nha. Dạ quang học trò luôn cả nhà ơi. Rồi có đèn nữa chứ. Đó. Citizen Promaster nha. Nó rất là đẹp luôn nha cả nhà, niềng xoay nha. À. Niềng xoay tanh tách luôn, có chuông luôn. Rồi các chức năng của nó như sau: lịch vạn niên nè, có thể hiện lịch nè, ngày 3 tháng 12 nè, báo thức nè, 2 báo thức luôn nha. Rồi bấm giờ thể thao nghe chuông nè. Rồi đếm ngược thể thao nè. Còn này là set để mình có thể xem được các múi giờ trên toàn thế giới, world time rồi cả nhà. Đây là chức năng xem giờ thế giới. Đó. Thì ai quan tâm về cái này thì mình đè lúc này để mình chỉnh bật on hết để mình xem các múi giờ trên thế giới nha. Đó nè, ví dụ mình bấm nè, đó mình xem nè. Đó. Múi giờ của Chicago nè, Mexico nè, New York City nè. Đó. Còn mình không thích á, mình vô đó trong hồi nãy em nói á, mình set nó ợp hết để mình tắt. Đây. À, mình tắt nó. Ợp nè. Ợp nè. Mình để trừ lại BKK thôi, rồi là xong. Đó. Tại vì cái chức năng mặc định của nó là như vậy rồi. Đó, ai mà xài không quen á, thì tắt. Ừ, vậy thôi. Tại room. Đó. Mình bấm trở lại BKK nè, quên rồi, quên bả rồi. Đó, BKK là múi giờ mình nè. Đó. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Như mới luôn, dây nè. Đảm bảo sợi dây này cả nhà tìm sợi thứ hai cũng không ra. Đó. Promaster nha. Đó, Citizen mà Promaster giá mới cực kỳ cao luôn. Đó, em bán là 1.780.000 thôi nha các nhà. 1.780.000 thôi. Rồi. Qua con khác nha. Đây, em có một con đồng hồ Seiko J.Springs. Đó, kính nè, rất đẹp. Đó, niềng xoay. Con này em bán 1.280.000 nha. Đó, mặt ở trong là màu nâu. Đó, mà nó óng ánh rất là đẹp luôn. Niềng xoay nha, thép đúc. Con này của Seiko nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Size to nữa. Size ui. 42.6 chưa nấm nha, cả nấm là 48. Đó, 1.280.000 cả nhà. Chạy cơ chế là 6 kim, bấm giờ thể thao nha. Đó, bấm giờ 1/10 nè. Đó, dần nè, reset nè, lịch nè. Đó. Đây, còn đây là dạ quang. Đó, có dạ quang luôn nha. Rất là đẹp luôn. Dây trời, dây em đúc được 3 ngón tay vô luôn nè. Dây cỡ cho 19 luôn đó, 19 đổ về luôn đó. Đó, rất đẹp, mặt hai lòng nha. 1.280.000 cả nhà. Đáy của nó là đáy xoáy, toàn thân là thép đúc, rất đẹp luôn. Rồi qua con khác nha cả nhà. Đây em có một con vip của ngày hôm nay nữa nè. Một em đồng hồ Seiko Wired, bấm kim choi, kính vòm, kính lồi nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Vát cạnh lên nè, hình vòm nè, niềng xoay trong nè. Đó. Độc lạ nha, kim choi nè, kim hình mũi tên nè. Mặt trong là màng mặt xanh đen nha, rất đẹp luôn. Con này hả như mới luôn nha cả nhà. Bữa giờ em bệnh em không có lên nhưng mà hàng vẫn về liên tục nha, chứ không phải em hết hàng nha, mà hàng cũng ít chứ không có được nhiều. Dây như dây 19 luôn nha cả nhà, dây đủ tay 19 luôn. Nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi dây rồi để coi có dạ quang không, dạ quang nè, dây dài, dây thép đúc luôn. Con này em bán 1.480.000 cả nhà. Rất là đẹp. Đó, đáy xoáy luôn. Size của nó là 42.5, chưa nấm nha. Còn nếu đo hai cái nấm là 47. Rồi em đây em mua một con Thụy Sĩ cho cả nhà xem, lâu rồi mới có nha. Thụy Sĩ 11 lá cờ. Đó, niềng xoay Thụy Sĩ nha cả nhà. Con này em bán 830 bao ship nha. Đây còn nguyên tem đằng sau luôn, Coral Way. Đó, còn nguyên tem luôn. Size đo chưa núm là 38 nha. Còn cả núm là 42 nha cả nhà. Càng là 44. Đó, hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha. Thụy Sĩ nha. Lịch lọc 11 lá cờ nha. Niềng xoay, dây thép đúc luôn. Đó, 830 bao ship nữa nha. Đây em có một con hàng xịn đây. Một em Seiko Alba dòng Awagear, có nghĩa là dòng lặn nha. Escobar nè, thường là Escobar là dòng lặn luôn nè. Đó, niềng xây nè. Con này em bán 980 bao ship nha. Hàng đúng xịn luôn. Đó, đáy xoáy nè. Núm cổ chai nha các nhà. Con này em đang tính đeo đây, rất là đẹp, cực kỳ hiếm gặp luôn. Ôi lộn. Đó, size của nó là đo ngang là 40 luôn cả nhà ơi. Đo ngang 40, càng là 44. Dạ quang nè. Rồi dạ quang bao sáng luôn cả nhà ơi, cực kỳ sáng luôn. Rất là đẹp luôn, đẹp len ken luôn nha cả nhà. Nguyên riêng dây thép nè, dây thép đúc luôn. Rồi đây coi dây dài nha. Rồi dây này dài thòn luôn. Đó, test dây 20 còn rộng luôn nè cả nhà. Đó, rất là đẹp nha, con này cực kỳ hiếm gặp luôn, bán chỉ có 980 bao ship nha. Niền xoay nè, quá phê luôn. Đó, 2 ô lịch quá trời đẹp. Rồi em còn một con tương tự, giá thì rẻ hơn, con này thì 780 bao ship nha, cũng y chang con đó luôn, hàng Seiko Alba Awagear S-3 dòng lặn 200m. Đó, dây của nó luôn, cũng thép đúc luôn. Size thì size 39 đi, 39 chưa núm, cả núm là 42.5. Niền xoay luôn nha cả nhà, 780 bao ship nha, 780 bao ship. Rồi dạ quang bao sáng luôn. Nhưng mà tay con này cỡ 18 đổ về cả nhà, con này 18 đổ về nha, rất đẹp luôn, thép đúc. Rồi để em tìm con em mới vàng con này, một em Disney nè cả nhà, của Nhật nha. Niền xoay đó, em bán vui vẻ cả nhà luôn, là 330 bao ship nha. Đó, size của nó là 40 chưa nấm nha, dây chắc cỡ 17 rồi cả nhà, dây đủ tay 17 nha. Đó, 330 bao ship nha. Đây em lên lại một con hàng Pro nữa đây, bản giới hạn Anna. Đó, made in Japan luôn cả nhà ơi. Đây, made in Japan, con này là bản giới hạn 1000 chiếc, thì con này thứ 50. Đó, cực độc luôn. Em này em bán 1.180.000 nha. Niền xoay 2 chiều, niền xoay 2 chiều. Nó rất là, từ ở trong đến ra ngoài rất là nhiều số nha. Đó, hơi chóng mặt luôn á. 7 kim. Đó, bấm giờ nè, xoay nè. Con này xoay chắc phải bấm giờ 20, 1/20. Đó, dần nè, reset nè. Dần nè. Rất độc nha cả nhà. Đó, ô lịch nè, dây nè. Đó, đẹp nha. Quên đo size, lo nhiều chuyện quá quên đo size. Size 41 chưa nấm nha. Đó, đáy xoáy, chống nước 100m. Đây, dây của nó là đủ 18 nha cả nhà, đủ 18 luôn, hoặc 18 rưỡi đổ về nha. Đó, đẹp lan can như mới luôn. Đó, rồi đây em có một con đồng hồ Seiko. Đó, mặt xanh nha, con này em bán 650 bao ship nha cả nhà, rất là mới luôn, rất là đẹp. Seiko Alba 2 ô lịch, size của nó là 38 chưa núm, cả núm là càng là 41.5. Đó, kim cọc mạ vàng, kim cọc bằng vàng. Dạ quang 2 kim thôi nha. Đó, dây bao dài luôn, dây nguyên rin có đề mi nha. Rồi em lên một con đồng hồ Citizen độc lạ nha. Con này là hàng mới luôn, còn nguyên táp luôn nha các nhà. 12.000 yên, chạy kim đĩa Citizen nha, kim đĩa đó. Là cả nhà để ý hình tròn, hình tròn đang xoay là kim dây đó. Hiện tại đang là gần 8 giờ 10 nha các nhà. Đó. Cái kim chỉ cái phần khung số 8 rồi số 10 nè. Đó. Dây nè, dây dài, tại vì hàng niêu mà chưa sử dụng nha, sản xuất tại Nhật luôn cả nhà ơi. Đó. Em bán chỉ có 730, chuyển khoản full lên bao ship nha. Size 39.000, càng là 36. Đó. Cả nhà nhìn kỹ có phải con mắt không, y chang con mắt luôn, niêu nha, chỉ có 730 bao ship. Dây cực dài luôn, còn mấy lỗ tăng đưa nè, niêu luôn nha. Citizen. Rồi lên tiếp một con đồng hồ Citizen khác. Đó, mặt xanh, ống ánh rất đẹp luôn, 880 bao ship nha. Pin năng lượng ánh sáng. Đó. Dây titan đúc, rất là đẹp luôn, titan mà đúc nha các nhà, có đầy mi. Con này để coi sản xuất tại đâu nha. Sản xuất tại Nhật luôn cả nhà ơi, tại Nhật luôn, đáy xoáy. Size của nó cỡ 39 nè, 39 chưa nấm nha, cả nấm 42, càng cũng bự nha, càng 48. Dây thì cỡ rồi, dây cực dài luôn cả nhà, dây 21 luôn á. Pin năng lượng ánh sáng nha, em bán chỉ có 880 bao ship nha. Rồi qua con khác đây. Đây em có một con đồng hồ Casio ANNA. Đây là một con đồng hồ bản giới hạn, nguyên hộp luôn, em bán 1.280.000 nha. Đây là bản giới hạn nha, ANNA Limited Edition. Sản xuất nè, Made in Japan, pin năng lượng, có báo thức, có đèn tự động, toàn bộ là thép đúc. Dây 19 rưỡi luôn cả nhà. Nói chung là đủ tay anh em 19. Size đo ngang là 39 luôn, thần tài luôn, 39, càng là 44, nguyên hộp nha. Dạ quang học trò cực kỳ sáng luôn, đèn tự động nè. Trời ơi, thôi chắc đeo con này chơi quá. Đó. Sắp Tết rồi cả nhà ơi, tìm một con đeo. Đó, rất là độc, hiếm lắm mới có một con nha cả nhà. Đồng hồ Casio ANNA. Đó. Đây, báo thức đây, lịch vạn niên đây. Đó, 8 giờ 15 PM, ngày 3 tháng 12 rồi đó, hồi nãy nó chỉ tháng 12 năm 22. Đó, đầy đủ luôn, đẹp keng như mới luôn nha. Quay xếp to nè. Rồi có tiếp một con đồng hồ đâu ta, đây cả nhà ơi. Con này sản xuất Thái Lan nha, pin năng lượng. Đó. 2 ô điện tử luôn, ô trên ô dưới, 3 kim. Đó. Có đèn tự động luôn nha các nhà, có đèn tự động luôn. Size của nó là 43. Đó, em bán chỉ có Đó, em bán chỉ có 1.080.000 đó nha, có hộp luôn nha. Đó, đèn tự động rồi, pin năng lượng nha. Đây, xem được giờ thế giới nè, bấm giờ thể thao nè, cái gì đếm ngược nè, 5 báo thức nha. Đó, đầy đủ chức năng luôn nha các nhà. Sản xuất Thái Lan nha, con này rất là đẹp luôn, nguyên zin nha. Còn vài con chưa lên mà em tình hình mệt quá. Rồi thôi, hôm nay em lên tới đây thôi nha các nhà. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Mai em khỏe em lên tiếp nha các nhà.